Hello anh em và xin chào các bạn quay trở lại với kênh của Rai Kingdom Việt Nam nha. Và cái lúc mình quay video này thì chúng ta đang là thứ hai đầu tuần rồi và mình muốn chia sẻ với các bạn một chút về cái cửa hàng VIP ở trong tựa game Rai Kingdom. Các bạn nên mua những cái vật phẩm nào ở trong cái cửa hàng này để cho nó tối ưu về game nhất và giúp cho cái nhân vật của các bạn, cho cái thành phố của bạn có thể tăng tiến sức mạnh tốt nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Cửa hàng VIP ấy nó sẽ là một công trình xuất hiện trong game rất là sớm nhá. Sau khi nhà chính của bạn đạt được cấp độ 5 ấy là các bạn đã có cái cửa hàng VIP này ở trong game rồi. Và nó sẽ có hai mục anh em. Thứ nhất đó là mục cửa hàng mua bằng game. Thì đây là một cái mục mà mình nghĩ là anh em nên tránh xa càng tốt nhá. Các bạn không nên mua bất kỳ một cái vật phẩm nào ở trong cái cửa hàng này nếu như các bạn chưa thật sự gọi là biết chơi tựa game Rai Kingdom. Đó, những cái vật phẩm ở trong này ấy, thực ra vẫn có một số vật phẩm mà anh em sẽ cần phải mua. Thứ nhất là cái sách giao ước. Nó cái vật phẩm này các bạn bắt buộc phải mua nếu bạn muốn lên T5. Còn các bạn không mua ấy, thì các bạn sẽ lên T5 chậm hơn rất là nhiều, nên là các bạn cần phải cân nhắc. Hiện tại thì cái vật phẩm này các bạn có thể farm bằng cách rally pháo đài, nó cũng đã dễ dàng hơn rồi, nhưng mà mình nghĩ là các bạn phải mất rất là nhiều thời gian đó. Vật phẩm thứ hai đó là cái bản vẽ tổng thể. Cái này anh em cũng bắt buộc phải mua luôn. Đó, các bạn bắt buộc phải mua, mình nhớ là số lượng đâu đó khoảng 16 cái ấy, là các bạn bắt buộc phải mua. Thì cái này khi nào bạn cần nâng những công trình từ cấp độ 24 lên cấp độ 25 thì các bạn bắt buộc là phải mua nha. Không mua không được, các bạn không có cách nào để các bạn lấy được cái bản vẽ tổng thể này hết. Cái nhiệm vụ chính tuyến trong game thì sẽ cho các bạn một hai cái mảnh bản vẽ nhưng mà nó không ăn thua. Cái mũi tên chống trả này thì cái này anh em tuyệt đối không mua cho mình nhá. Cái này các bạn ở về sau đánh man rợ cho rất là nhiều. Nó quyển lời chứng nhận hiền nhân để các bạn nâng cái chính vụ viện này lên. Thì mình sẽ không khuyến khích anh em mua cái đó lắm, bởi vì ở các bạn có thể farm từ từ cũng được. Hiện tại chính vụ viện của mình cũng đã cấp 22 rồi và nó cũng đã sắp lên được cấp 23, mặc dù mình không có bỏ bất kỳ một game nào vào trong cái việc mua cái lời chứng nhận hiền nhân này. Tóm lại thì những cái vật phẩm ở trong cái cửa hàng này thì anh em không nên mua khi các bạn chưa thật sự gọi là biết chơi game nha. Các bạn có thể mua điểm VIP mỗi kỳ tiêu game, đúng không? Mỗi kỳ tiêu game thì hệ thống sẽ yêu cầu các bạn tiêu đó là 25.000 game mỗi ngày. Trong 2 ngày thì các bạn hoàn toàn có thể mua cái điểm VIP này. Đấy là một cách mà đa số người chơi sử dụng game và chơi cái event đó. Các bạn sẽ vừa tăng được cấp VIP và vừa hoàn thành được cái sự kiện đó không chỉ là đá quý. Thì cái cửa hàng này mình chỉ lưu ý với anh em như vậy thôi. Đó là các bạn không nên mua bất kỳ một cái gì ở trong cửa hàng này. Trừ cái sách giao ước này, cái bản vẽ tổng thể và những cái điểm VIP khi mà có tiêu game nha anh em, chứ ngày bình thường bạn đừng có mua. Ok, quay trở lại với cái chủ đề chính đó là các bạn nên mua gì hàng tuần ở trong cái cửa hàng này. Thì đối với cửa hàng VIP này, các bạn sẽ mở khóa tùy vào cấp độ VIP của anh em nha. Thì sẽ có một vài cấp VIP mà các bạn cần lưu ý trước khi các bạn bắt đầu đầu tư vào cửa hàng. Đó là cấp VIP 6 nha anh em. Đối với cấp VIP 6 thì các bạn sẽ mở khóa được cái hàng chờ xây dựng thứ hai. Đấy này rất là quan trọng để các bạn phát triển thành phố nhanh hơn. Ngoài ra thì sau khi các bạn đạt cấp VIP 6 ấy, các bạn cũng sẽ mua được cho mình đó là cái rương mảnh bản vẽ tùy chọn này. Cái này các bạn sẽ mở được tất cả những mảnh bản vẽ lam và trên này các bạn sẽ mở được những cái mảnh bản vẽ xanh lá nữa. Thì đầu tiên những vật phẩm mà các bạn nên mua hàng tuần ấy, các bạn nên mua đó là tất cả những vật phẩm bằng tài nguyên nha, đặc biệt là AP này, tăng tốc. Rồi chúng ta có cả những cái rương vật liệu rất là ngon. Cái sao tím này anh em cũng nên mua nha. Nó có thể giúp các bạn nâng tướng tím lên sao cao hơn. Ngoài ra nếu mà anh em nhiều sao, anh em có thể bán sao ở trong cửa hàng liên minh để các bạn lấy thêm cái điểm tín dụng bạc. Các bạn sẽ mua được vé bay. Rồi mua sao vàng. Đó, mua cả cái rương bản vẽ tự chọn xanh lá và xanh lam này. Hai cái rương này kể các bạn dùng hay không dùng thì các bạn cũng cần phải mua hết. Các bạn sẽ bán nó trong tương lai để các bạn lấy cái tín dụng nha. Rồi và bây giờ mình sẽ đi từ trên xuống dưới những cái vật phẩm sử dụng game và ý nghĩa của nó trong quá trình các bạn chơi. Thứ nhất đó là sách kiến thức cấp 5 10.000 điểm kinh nghiệm. Cái này thì chắc không ông nào mua rồi. 40 game cho 10.000 điểm kinh nghiệm là quá đắt. Tăng tốc 5 phút trừ 57%, nó 6 game một cái. Cái này anh em cũng không mua cho mình nha, rất là đắt. Tài nguyên các bạn cũng không mua luôn. Nếu các bạn thiếu tài nguyên thì các bạn nên tạo nick farm. Chìa khóa vàng anh em cũng tuyệt đối không mua nha. Rương mảnh bản vẽ kỵ binh ngẫu nhiên, cái này là rương mảnh bản vẽ đồ tím, thì cái rương này các bạn cũng không mua cho mình nha. Thứ nhất đó là mảnh bản vẽ tím về sau kiếm rất là dễ. Thứ hai là nó mở ngẫu nhiên nữa, đôi khi các bạn thiếu một số mảnh thì các bạn sẽ không mở ra được đâu. Tương tự chúng ta có là những vật phẩm tăng 500.000 gỗ này, các bạn không nên mua. Tăng tốc 60 phút với giá 50 game, cái này thì nó vẫn chưa thật sự là cái mức tăng tốc rẻ nha các bạn cũng không nên mua cái tăng tốc này. Tuy nhiên nhá, có một số trường hợp khi các bạn thật sự cần tăng tốc, ví dụ các bạn đang ở trong những cái kỳ đánh nhau, các bạn không có tăng tốc để chữa lính chẳng hạn, các bạn đã hết sạch tăng tốc rồi, thì các bạn có thể chữa cháy bằng cách mua tăng tốc 60 phút này. Đó, hoặc là những cái sự kiện mà các bạn đua tăng pao, đó các bạn thiếu một ít tăng tốc đi thì các bạn cũng hoàn toàn có thể mua. Tuy nhiên thì nó không phải là cái ưu tiên hàng đầu. Ở phía dưới các bạn sẽ còn những cái tăng tốc 8 giờ và 24 giờ, nó rẻ hơn rất là nhiều.
Tiếp đó là đến cái rương vật liệu lam, thì đây là cái vật phẩm mà các bạn hoàn toàn nên mua mỗi tuần khi mà các bạn đã đạt cấp VIP 14 trở lên nha. Sau khi bạn đã được cấp VIP 14 trở lên và các bạn có farm game hoặc các bạn có cái nguồn game từ game tháng, các bạn hoàn toàn có thể mua cái rương vật liệu lam này với cái giá là 150 game. Đây là một mức giá rất là rẻ, kể cả bạn có chơi những cái sự kiện mà các bạn bỏ game vào ấy, nó cũng sẽ không thể rẻ bằng cái vật liệu trong shop VIP. Đây là một cái điều mà rất là ít người chơi lưu ý nha. Các bạn cứ nghĩ rằng là các bạn ở chơi sự kiện đấy thì các bạn sẽ nhận được cái vật liệu nó rẻ hơn, nhưng mà hoàn toàn không phải nha anh em. Đó, các bạn sẽ không thể nhận được cái vật liệu với cái giá là 600 game cho một vật liệu tím đâu. Đó, bốn vật liệu lam thì bằng một vật liệu tím, suy ra đây là cũng tương ứng với cái mức giá là 600 game cho một vật liệu tím rồi. Đó, đá là không mua này. Dịch chuyển có mục tiêu 700 game. Thực ra nhiều anh em sẽ nghĩ là ồ tại sao phải bỏ game ra mua dịch chuyển đúng không? Nhưng mà trong những cái trường hợp mà các bạn ở đánh nhau hết tele thì các bạn cũng cần phải mua, nhưng mà đây cũng không phải là cái vật phẩm mà các bạn nên mua hàng tuần. Đó, các bạn có thể mua khi cần keep cũng được. Mình thì hay mua ở Nick Farm những cái dịch chuyển này. Mảnh bản vẽ tím bộ binh, cái này chúng ta bỏ này. Đồng vàng, tương tự đồng vàng thì mình cũng sẽ bỏ luôn. Rồi, dưới này bắt đầu đến cái điểm nhấn đầu tiên, đó là tăng tốc 8 giờ. Thì nếu mà các bạn muốn mua tăng tốc thì các bạn nên mua từ tăng tốc 24 giờ này đến 8 giờ nha anh em. Ở đây các bạn sẽ có là 240 game cho tăng tốc 8 giờ, như vậy là tương ứng với một tiếng tăng tốc là 30 game. Nó khá là rẻ nha, chưa phải là rẻ nhất. Thì cái này anh em cũng cần lưu ý, nếu mà các bạn đang là những người chơi mà muốn đua thiên đỉnh ấy thì hoàn toàn các bạn có thể gọi là mua tăng tốc này hàng tuần, sau đó thì tích lại đến một cái thời gian nào đấy các bạn sẽ có cái lượng tăng tốc rất là nhiều. Tiếp đó là rương vật liệu tím với cái giá là 600 game, thì cái này anh em cũng nên mua luôn, và đây chính là cái nguồn cung cấp vật liệu rất là tốt. Mình nghĩ là đây là một trong những cái chỗ mà các bạn cung cấp vật liệu tốt nhất trong tựa game Ra Kingdom ấy, tại vì khi các bạn chơi sự kiện ấy thì bên cạnh các bạn nhận được vật liệu đúng không, các bạn còn nhận được những cái như là tăng tốc này, những cái như là tài nguyên, nhưng mà nếu mà thật sự anh em lên đầu ấy thì anh em không cần những cái đó. Và kể cả khi các bạn chơi những sự kiện như là đập trứng nó rồi đập búa hay là những cái sự kiện như là hộp giải đố The Harux đi, thì những sự kiện đấy ấy, các bạn sẽ phải bỏ một số lượng game chắc chắn là nó sẽ lớn hơn trong shop VIP. Nên là nếu anh em nào mà đang trong quá trình gọi là lên đồ ấy, các bạn muốn lên đồ cam nhiều hơn để tinh luyện thì các bạn nên mua cái vật liệu tím hàng tuần nha. Giá của nó cũng không quá đắt nên các bạn, giá của nó là cực kỳ rẻ luôn và hiện tại nó là rẻ nhất trong game luôn. Chỉ trừ khi là các bạn chơi những sự kiện như là ở kho báu Esmeralda đi, các bạn mở kiểu nó nhân phẩm ấy, các bạn mở một phát nó ra cái X3 vật liệu cam luôn miễn phí chẳng hạn. Thì cái đó nó rất là hiếm nha anh em, còn các bạn đã bỏ game mà chơi sự kiện đấy thì chắc chắn nó sẽ không thể rẻ bằng cái rương này đâu, anh em nên mua nhá. Tương tự đối với vật phẩm tăng tài nguyên thì mình cũng không nên mua, sao vàng không mua, những vật phẩm bỏ game các bạn cần phải cực kỳ lưu ý là không mua nha. Dưới này sẽ có những cái rương mảnh bản vẽ cam và tốn 1.500 game, thì cái rương này ấy, chỉ trừ khi các bạn là những người chơi ở cái server mới, các bạn có nạp tiền vào game nó thì các bạn muốn lên đồ cam nhanh nhất và kiếm mảnh bản vẽ nhanh cam nhanh nhất thì các bạn mới cần mua cái này thôi. Nó hoặc là các bạn là những cá voi thì các bạn cũng cần mua. Nhìn thì nó rất là hấp dẫn đó, tuy nhiên thì nó không ngon như anh em nghĩ đâu. Thứ nhất đó là mỗi tuần các bạn sẽ chỉ mua được có 7 rương mà thôi. Thứ hai là nó mở sẽ ra ngẫu nhiên. Đó, ví dụ các bạn đang thiếu cái mảnh bản vẽ trường thương địa ngục đi, các bạn mở ngẫu nhiên mà nó không ra được ấy thì nó sẽ vô tình khiến cho những cái mảnh bản vẽ còn lại của các bạn ấy nó nhiều lên, trong khi cái mảnh bản vẽ các bạn cần thì không có. Nên là cái rương này thì chỉ có những cá voi nha anh em. Cá voi thì các bạn ở nên mua, tại vì các bạn sẽ cần rất là nhiều mảnh bản vẽ để tinh luyện, còn lại thì tôi nghĩ là anh em FFP nạp ít, thậm chí là tầm trung không cần quan tâm lắm. Tiếp đó là tất cả những cái game để mua tài nguyên rất là bỏ này. Ở đây có một cái cũng rất là ngon mà anh em cũng cần mua, đó là cái tăng phòng thủ 24 giờ nâng cao, và ở phía dưới các bạn sẽ có một cái là tăng tấn công nâng cao 600 game. Thì ai là những người mà nên mua cái vật phẩm này? Đối với cá nhân mình nghĩ là tất cả người chơi trong tụi em Ra Kingdom, nếu mà các bạn đã đánh nhau rồi thì bắt buộc các bạn phải mua nha. Các bạn phải thủ cho người 10 cái, nó có giá khá là rẻ là 750 game cho 24 giờ tăng tốc. Thì một cái kỳ KVK ấy, các bạn thường chỉ đánh nhau có khoảng vài ngày thôi khi mở đèo, thì trong 24 giờ sau khi mở đèo đánh nhau rất là nhiều thì các bạn chỉ tốn có 750 game để các bạn tăng cái phòng thủ đội quân lên 10%. Mình nghĩ các bạn nên mua thủ hơn là công. Thì nếu bạn so với cái búp mà tăng 5% ấy thì nó chỉ hơn có 5% thôi, nó rất là bé, nhiều anh em sẽ nghĩ là nó không có tác dụng, nhưng mà khi các bạn nhân lên với 5 đạo, 6 đạo, 7 đạo thì cái tác dụng của nó mình nghĩ là rất là hấp dẫn nha. Các bạn nên mua cái vật phẩm này nếu các bạn là những người chơi thích đánh nhau. Đó, còn anh em mới chơi thì tuyệt đối không mua. Mình nghĩ là ở dưới VIP 14 ấy, thì các bạn không nên bỏ game vào bất kỳ một cái món nào ở trong cái shop VIP này cả. Còn trên VIP 14 thì các bạn bắt đầu có thể nghĩ tới lần lượt là vật liệu, sau đó đến những cái tăng phòng thủ này nha. Rồi, dưới này chìa thần hiệu, chìa thần hiệu thì cũng không mua đâu anh em. Cái này mở rất là hên xui, mình không khuyến khích anh em mua này lắm. Các bạn hoàn toàn thể tích chìa thần hiệu một cách miễn phí trong game rất là nhiều.
Vàng không mua này, sao vàng không mua, mảnh ván vẽ không mua. Dưới này là tăng công 24 giờ, cũng tương tự những cái tăng thủ thôi. Nhưng mà mình đánh giá cái tăng thủ là anh em ngon hơn nên mua. Ở đây cũng có một cái vật phẩm nữa rất là ngon, đó là tự chỉ huy huyền thoại với giá là 2.000 game. Thì cái vật phẩm này ấy, anh em có nên mua hay không? Hiện tại thì mình nghĩ là các bạn không nên mua. Ngày xưa thì nhiều người chơi sẽ mua bởi vì không có nhiều chỗ để các bạn tiêu game, không có nhiều event để các bạn chơi. Nhưng mà hiện tại thì các bạn không nên mua cái tự chỉ huy huyền thoại ở trong shop VIP nữa. Các bạn nên để game để chơi những cái sự kiện khác như là vòng quay may mắn này, như là ở đập trứng này, thì cái giá trị nó mang lại sẽ cao hơn so với cái tượng vàng rất là nhiều. Ngoài ra thì khi các bạn chơi vòng quay ấy, các bạn chơi full 100 vòng thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được cái chọc vàng ấy, chia so với số lượng game nó sẽ thấp hơn cái mức giá 2.000 game rất là nhiều. Thông thường ở trong tựa game này hiện tại người ta quan niệm một cái chọc vàng ứng với khoảng 1.000 game thôi các bạn, nên là cái này không hề rẻ nhá, nó rất là đắt. Mở rộng đội quân nâng cao 2.500 game 10 cái thì đây là một vật phẩm ngon. Tuy nhiên thì các bạn có thể mua ở trong shop thương nhân thần bí, nó có thể giảm giá tối đa lên tới là 70%. Còn trong này thì hệ thống chỉ giảm giá cho các bạn 50% thôi. Thì khi giảm giá 70% ấy, các bạn sẽ có giá là 1.500 game. Mình nghĩ các bạn nên mua cái đấy. Cứ thấy là mua nha anh em, cứ thấy là mua, thấy là mua. Chứ cái vật phẩm ấy rất là ngon, thì các bạn sẽ cần rất là nhiều. Còn trong shop VIP thì tôi nghĩ là các bạn không nên mua. Đó. Còn nếu các bạn là người nạp nhiều tiền thì cứ quất hết thôi. Và tiếp theo là những cái vật phẩm kho dự trữ, thì những cái này tôi nghĩ là nó không quá quan trọng lắm. Các bạn chỉ đơn giản là có thể luyện lính nhanh hơn thôi, chứ còn không có tác dụng gì các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có tăng tốc 24 giờ là tăng tốc chung và tăng tốc huấn luyện ở 24 giờ, thì hai tăng tốc này đều rất là ngon. Thì nếu mà anh em có nhiều game ấy thì các bạn cũng nên mua hàng tuần hai cái tăng tốc này. Đó mình đã nhấn mạnh cho anh em có nhiều game nha, mình nghĩ là các bạn nên mua cái vật phẩm tăng tốc này nếu mà các bạn đã mua xong cái vật liệu. Đó các bạn đã đủ game chơi những sự kiện trong tháng và các bạn vẫn còn dư game thì mình đánh giá các bạn là những người chơi nạp tầm trung đổ lên ấy thì vẫn nên mua tăng tốc 24 giờ ở trong shop VIP. Nó rất là rẻ, 600 game cho 24 tiếng tăng tốc. Nhưng mà để mua tăng tốc 24 giờ này thì các bạn phải lên cấp VIP khá là cao. Đó là VIP 15 thì các bạn mới mua được. Thì cái này anh em có thể cân nhắc nha. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà anh em muốn đua thiên đỉnh ấy thì nên mua. Các bạn cứ tích tiểu thành đại theo thời gian, các bạn sẽ có rất nhiều tăng tốc. Và cuối cùng một cái vật phẩm nữa rất là ngon, đó là cái rương vật liệu trang bị tùy chọn màu cam. Thì cái rương này sẽ có giá là 2.400 game và tận VIP 18 mới mua được. Thì ok, khi mà bạn đã VIP 18 rồi thì tôi nghĩ là không có lý do gì để chúng ta không mua cái rương vật liệu cam này, đúng không? Nó cũng bằng với cái rương vật liệu tím và rương vật liệu lam ở trên. Ok, và vừa rồi là mình vừa đi hết tất cả những vật phẩm trong cửa hàng VIP mà các bạn nên mua hàng tuần rồi. Thì mình xin phép tóm tắt lại cho các bạn một chút. Đó là khi mà các bạn ở trên VIP 14 rồi thì các bạn có thể bỏ game vào để mua. Thứ nhất, đó là rương vật liệu lam và rương vật liệu tím. Thứ hai, đó là các bạn có thể mua cho mình là những cái vật phẩm tăng phòng thủ nâng cao 24 giờ rất cần thiết khi đánh nhau. Và cuối cùng thứ ba, đó là các bạn có thể mua những vật phẩm tăng tốc 24 giờ và 8 giờ nếu bạn đã mua hết những vật phẩm còn lại, chơi hết event trong tháng và vẫn còn dư game. Đó, tổng kết lại, nếu mà anh em mới chơi thì tôi nghĩ là các bạn không nên tiêu bất cứ một cái game nào vào trong cái cửa hàng VIP này nhá. Còn khi cấp VIP 14 trở lên thì các bạn có thể tiêu theo cái hướng dẫn mà mình vừa chỉ cho các bạn. Thì như vậy theo thời gian ấy, các bạn sẽ có rất là nhiều vật liệu. Và hiện tại mình đã đúc được tới ba mươi mấy món cam rồi. Và vật liệu của mình nhận được phần lớn cũng là qua cái mua trong shop VIP mà thôi. Chứ mình không có chơi nhiều sự kiện khác. Thì anh em thấy rằng sau một khoảng thời gian thì các bạn có thể lên đồ cam rất là nhanh. Ok, và mình hy vọng là với những gì mình vừa chia sẻ thì các bạn có thể hiểu rõ hơn và sử dụng game của mình một cách thật là hợp lý khi mà tiếp xúc với cửa hàng VIP này trong game nha. Và các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh cho kênh YouTube của Rai Kingdom Việt Nam. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau. Bye bye! Viết nên lịch sử của chính mình.